vô chú về nhà hả chú? À không, tôi có hẹn đi ăn với đối tác. Chú có từng xuống quê mang tích của con lần nào chưa chú? Cách đây hơn 20 năm, tôi từng ở dưới đó một thời gian. Ban đầu tôi thực tình cũng không muốn đầu tư cho gốm đỏ, nhưng mà cũng do ý trời. Gặp được cậu, biết về thực trạng ở dưới đó, thì cũng coi như tôi giúp đỡ làng nghề. Trả nợ mấy chục năm, làng nghề đã thu dưỡng tôi. Nói như vậy chắc là chú của bà con ở dưới hả chú? Không, nói đúng hơn là tôi nợ một chữ tình ở dưới đó. Dạ, nợ một chữ tình? À không, tôi nói vu vơ thôi. Chẳng hiểu sao gặp cậu tôi lại có cảm giác thân thiết đặc biệt. Cậu là con cái nhà ai ở dưới, có khi tôi quen biết ba mẹ cậu. Dạ, con á là con của mẹ Tư Xuân. Ba con á là Hai Bảo. Chú có biết hai người đó không chú? Nghe lạ quá, chắc là tôi không quen. Lúc trước á, nhà con sống ở Sài Gòn, sau đó ba mẹ con mới về quê mang thích mà sống luôn. Vậy có khi tôi đi rồi, lúc đó ba mẹ cậu mới về. Alo, tôi nghe nè. Anh tới đâu rồi? Tôi sắp tới rồi. Cô với dì chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi. Hả? Chú ơi, vậy mai mốt chú sẽ xuống lò gốm của con hay là người khác xuống vậy chú? Hiện tại thì tôi cũng có nhiều việc bận, nên giao lại cho Khánh phụ trách. Hữu sẽ đi cùng Khánh. Hữu là bạn của cậu, như vậy sẽ tiện cho đôi bên hơn. Dạ. Tôi cũng nghe chuyện của Khánh và cậu. Thôi, chuyện cũ coi như bỏ qua, nói chuyện hợp tác trước mắt đã. Dạ, con biết rồi chú, con sẽ cố gắng. Anh ơi, khách sạn của em phía trước á, anh tấp vô giúp em nha. À, được rồi. Cảm ơn anh. Con chào chú. Chào cậu. Chào anh. Dạ, con chào chú.